Giải bóng đá huyện Châu Đức mở rộng mừng Đảng mừng Xuân 2023, tranh cúp đa khoa Sài Gòn Châu Đức diễn ra từ ngày 24 tháng 12 năm 2022 đến ngày 7 tháng 1 năm 2023 với sự tham gia của 8 đội bóng phong trào mạnh trong và ngoài huyện. Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Châu Đức, ban tổ chức giải đã tiến hành bốc thăm, chia bảng thi đấu và ra mắt nhà tài trợ. Giải được chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 4 đội xếp nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết. Ngoài các giải thưởng có giá trị cao dành cho các đội xếp nhất nhì ba, ban tổ chức còn vận động 50 phần quà, tổng trị giá 50 triệu đồng, trao tặng cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Giải do Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện Châu Đức phối hợp với công ty Sao Biển tổ chức tại sân vận động xã Quảng Thành.